Luật đất đai thông qua bất động sản năm 2024 có phục hồi ngay, sản phẩm nào sẽ lên ngôi, sản phẩm nào sẽ được nhiều người săn đón và mua bán bất động sản ở đâu thì lợi nhuận nó sẽ đạt được là cao nhất. Mấy hôm nay thì thông tin được nhiều người quan tâm đó là Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15, mà trong đó có 4 nội dung mà có nội dung quan trọng nhất đó là liên quan đến luật đất đai và tín dụng. Thì vậy thì hôm nay Hiến sẽ làm clip này chia sẻ cái góc nhìn của mình về cái câu chuyện mà khi cái luật đất đai năm 2024 được thông qua và cái luật kinh doanh bất động sản nhà ở được thông qua và áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 thì cái thị trường bất động sản trong thời gian tới nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, nó có phục hồi ngay hay không, hay chúng ta còn phải chờ một thời gian nữa. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem được clip này, bạn xem được video này thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn nút quả chuông để lần tới khi mình phát cái video ra thì bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video này với những thông tin hay nhất, sớm nhất và ý nghĩa nhất. Thì hôm nay cái clip này, cái video này mình sẽ chia sẻ cái góc nhìn đối với những nhà đầu tư cá nhân, những nhà đầu tư nhỏ lẻ và những người dân thì khi cái luật đất đai thông qua thì nó sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng ta như thế nào. Còn cái câu chuyện mà các quỹ đầu tư hay là các tập đoàn, các chủ đầu tư lớn thì đấy là một vấn đề khác. Vậy thì nếu như khi mà cái luật đất đai năm 2023 được thông qua hay là cái luật kinh doanh bất động sản nhà ở được thông qua và áp dụng thì cái quyền lợi và cái người dân, cái nhà đầu tư của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Cái đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm đó là gì? Đó là chúng ta sẽ được cấp sổ đỏ. Nếu như cái đất đai chúng ta được sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà không vi phạm về đất đai, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, của nhà nước, điều đó có nghĩa là những ai chúng ta mua bán đất đai mà giấy tờ tay trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 hay là đất đai mà chúng ta ở từ bao nhiêu đời nay mà chúng ta chưa được và chưa được làm được cái cuốn sổ đỏ thì chúng ta nên làm ngay, làm liền để chúng ta có thể là được cấp cái cuốn sổ đỏ trong thời gian này. Và nếu như mà khi cái luật đất đai năm 2024 lần này mà được thông qua thì sau này cái câu chuyện mà chúng ta đi cấp cái cuốn sổ đỏ nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Bởi vì nếu như cái câu chuyện là vi phạm về luật đất đai, mà đất đai chúng ta cũng biết rồi, ở Việt Nam chúng ta hầu hết là người dân chưa có sổ đỏ và đất đai chúng ta cũng là khai hoang, có thể là lấn sông, lấn biển hay là lấn ranh, lấn rừng hay là khai hoang, khai phá gì đó thì chúng ta mới có đất. Và chính vì cái điều đó nên là câu chuyện mà nếu như chúng ta không có làm ngay làm liền những cái cuốn sổ đỏ chúng ta đi thì khi cái luật đất đai được thông qua mà chúng ta bị dính vào trường hợp vi phạm vào luật đất đai hay là giao đất trái thẩm quyền ấy, thì chúng ta càng ngày sẽ càng khó khăn hơn đến cái câu chuyện mà làm được những cuốn sổ đỏ của chúng ta. Và cái thứ hai đó là gì? Cái điều này cực kỳ quan trọng này, đó là người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng mà vẫn giữ quốc tịch Việt Nam và được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì chúng ta được đầu tư kinh doanh bất động sản giống như một công dân Việt Nam bình thường. Đây là một cái điều khá mới mẻ và cái điều mà trước đây những cái người đi định cư nước ngoài chúng ta hầu như chúng ta không đứng tên cuốn sổ đỏ được. Và chúng ta cũng không mua bán đầu tư kinh doanh bất động sản như những người ở trong nước được. Nên là có một cái lượng tiền lớn của Việt Kiều, của đồng bào, của kiều bào ở nước ngoài. Mà xưa nay người ta muốn đầu tư bất động sản trong nước nhưng người ta không biết làm như thế nào. Bởi vì cái câu chuyện mà nhờ người nhà, người thân, người quen đứng tên thì nó cũng có rất nhiều rủi ro. Nhưng khi mà cái luật đất đai được thông qua lần này, người ta được phép, được quyền làm điều đó. Thì điều đó cũng đồng nghĩa với cái câu chuyện là thời gian tới nó có rất nhiều người và có rất nhiều đồng đô la, có rất nhiều ngoại tệ ở nước ngoài sẽ đầu tư ở Việt Nam. Chúng ta cũng biết rồi, khi mà làm ăn ở các quốc gia ngoài Việt Nam, cái câu chuyện mà lãi suất, cái câu chuyện tiền gửi, khi người ta đi gửi tiền ở ngân hàng thì người ta phải mất tiền, người ta phải đóng cái tiền lãi. Bởi vì cái ngân hàng người ta phải giữ và người ta quản lý cái tiền đó. Cũng như là khi người ta đi vay, cái lãi suất cực kỳ thấp, nó đâu đó là 1-2% một năm thôi. Chính vì cái điều đó nên cái thời gian tới có nhiều người ở nước ngoài người ta sẽ quay về Việt Nam, người ta đi đầu tư. Và cái câu chuyện là khi như có những cái người đầu tư nước ngoài vào đầu tư Việt Nam thì những người ta sẽ chọn cái phân khúc nào? Thì tất nhiên người ta sẽ không chọn những cái phân khúc mà bất động sản không có giá trị, không khai thác, không có dòng tiền, không ở những nơi mà không có dịch vụ tiện ích và nó phải có sổ đỏ. Đây là lý do tại sao mà cái mục đầu tiên mình nói là phải làm một cuốn sổ đỏ. Nên là cái bất động sản, cái pháp lý cao nhất đó là liên quan đến cuốn sổ đỏ. Mà khi mà không có cuốn sổ đỏ thì chúng ta cũng không có thể nói được gì. Bởi vì chúng ta cũng biết rồi là năm 2023 đã được thông qua về luật kinh doanh bất động sản và cái luật nhà ở. Mà cái luật kinh doanh bất động sản và nhà ở mà được áp dụng thì nó phải đi đồng thời với luật đất đai. Đó chính là lý do tại sao có cái kỳ họp bất thường lần thứ 5
Quốc hội khóa 15 này và khai mạc vào ngày 15 và sẽ dự kiến bế mạc vào ngày 18 tháng 1 năm 2024 và dự kiến rằng cái luật đất đai thông qua. Bởi vì nếu như cái luật đất đai không thông qua lần này thì cái câu chuyện mà áp dụng và thực thi cái luật kinh doanh bất động sản và nhà ở thì nó sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Và cái câu chuyện là cái người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam và được nhập cư Việt Nam thì được kinh doanh bất động sản giống như người Việt Nam, thì chúng ta sẽ tưởng tượng đi cái thời gian tới những cái sản phẩm ở các trung tâm, những sản phẩm mà có tiềm năng khai thác được, những sản phẩm với dòng tiền, đấy là những cái sản phẩm mà sẽ lên ngôi trong thời gian tới. Và cái thứ ba đó là gì? Đó là cái câu chuyện thu hồi đất. Thu hồi đất để phát triển dự án, phát triển kinh tế hay là các chủ đầu tư các dự án. Xưa nay này chúng ta hay nghe cái câu chuyện là đất của dân được thu hồi, nhưng mà cái giá đó chỉ là rẻ là 50 triệu, 80 triệu, 100 triệu đồng một sản, 1.000 m². Và người ta làm dự án nên người ta bán với cái giá là 50 triệu, 100 triệu, thậm chí là 200 triệu mét vuông và cũng không có một sự thỏa thuận nào cả. Nhưng cái luật đất đai lần này thông qua thì khi mà có thu hồi thì người ta phải đền bù theo giá cả thị trường. Đền bù theo giá cả thị trường nha các bạn, chứ không phải là giống như ngày trước nữa là cái đền bù theo bảng giá của nhà nước thì thực ra cũng chẳng được bao nhiêu. Cũng như các dự án đó muốn làm được điều đó thì người ta phải hỗ trợ và phải làm cái tái định cư trước khi người ta thu hồi đất. Đây là cái điều kiện và nó sẽ bảo vệ cái quyền lợi của người dân, của những người mà bị thu hồi đất, cũng như là gì, cái nơi ở mới, cái chỗ tái định cư nó phải bằng hoặc tốt hơn cái chỗ ở hiện tại. Đây là một trong những cái điều mà cực kỳ tốt mà nó bảo vệ được cái quyền lợi của người dân, những ai mà nằm trong cái khu vực mà chúng ta bị dính dự án, dính giải tỏa hay là đền bù này kia thì chúng ta sẽ nhận được những cái giá trị nó tốt hơn. Và cái thứ tư đó là gì? Cái điều này là cực kỳ quan trọng đối với nhiều người mà đầu tư mua bán hay là chúng ta là người dân, đó là sẽ bỏ khung giá đất mà thay thế bằng bảng giá đất. Kể cả cái luật đất đai lần này có thông qua hay không thì chúng ta cũng biết là cái khung giá đất là 5 năm xây dựng một lần và hết năm 2024 đến đầu năm 2025 là sẽ có cái khung giá đất thay theo cái bảng giá đất mới. Và chúng ta cũng biết là khi mà bỏ khung giá đất theo giá bảng giá đất, bảng giá đất thì theo giá cả thị trường, thì cái bảng giá đất này nó sẽ cao hơn cái khung giá đất từ 5 đến 10 lần, thậm chí là cao hơn thế nữa. Nên cái câu chuyện là chúng ta mà muốn làm mua bán bất động sản, hay là chúng ta chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp lên đất ở, đất thổ cư, hay là chúng ta phân lô tách thửa, hay là chúng ta sang tên, chúng ta chia tài sản, chúng ta làm thừa kế, chúng ta làm những cái gì liên quan đến pháp lý, liên quan đến chi phí, liên quan đến thuế phí, liên quan đến tiền, thì khi mà luật đất đai đã thông qua được áp dụng và dự kiến vào năm 2025 thì cái số tiền mà chúng ta phải trả chắc chắn nó sẽ nhiều hơn rất nhiều. Cũng như cái câu chuyện mà khi đó thì chúng ta đi mua bán bất động sản thì chúng ta phải để cái giá mà chúng ta trên hợp đồng công chứng là theo giá cả thị trường, gieo giá chúng ta mua. Ví dụ chúng ta mua 1 tỷ thì chúng ta phải khai là 1 tỷ, thì chúng ta phải đóng thuế là 2.5%, trong đó là 2% là thuế thu nhập cá nhân và 0.5% là thuế nước bạn, thì chúng ta phải đóng 25 triệu. Chứ không còn cái câu chuyện trước đây là mua 1 tỷ mà anh em hay khai là 50 triệu hay 100 triệu thì chúng ta chỉ đóng có khoảng 2 đến 2 triệu rưỡi thôi. Đấy là một trong những cái điều mà nó thay đổi và làm ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đấy cũng chính là lý do tại sao nó cái thời điểm này có rất nhiều người, người ta có tiền mà người ta chưa đi mua bán bất động sản. Cái câu chuyện là cái thị trường bất động sản nó có tăng trưởng, nó phát triển, nó đóng băng hay là nó như thế nào nữa thì nó phụ thuộc vào hai yếu tố chính. Yếu tố đầu tiên đó là lãi suất của ngân hàng. Mà lãi suất ngân hàng bây giờ chúng ta cũng thấy là lãi suất ngân hàng chưa bao giờ nó thấp mà nó kỷ lục, và cái số tiền gửi mà nó nhiều như hiện nay. Hiện nay trong ngân hàng thì cái tiền gửi của người dân và các tổ chức công ty hay là các tổ chức tín dụng thì đâu đó là 18 triệu tỷ đồng. Các bạn nghĩ thì 18 triệu tỷ đồng, một con số kinh khủng, một con số kỷ lục, một con số khủng khiếp, một con số chưa bao giờ xuất hiện. Cũng như là cái lãi suất tiền gửi bây giờ nó cực kỳ thấp. Nếu chúng ta đi gửi mà lãi suất tiền gửi từ 1 đến 3 tháng thì nó chỉ dao động từ 1,9 đến 2% một năm thôi. Có nghĩa là mỗi tháng chúng ta nhận được không biết mấy phần trăm thôi. Nên là coi như là chúng ta đi gửi tiền, cái lãi suất tiền gửi tiết kiệm nó chẳng đáng là bao nhiêu so với cái lạm phát và cái tốc độ tăng giá đồng tiền ngoài kia. Nhưng tại sao người ta lại vẫn đi gửi tiền gửi tiết kiệm nhiều đến như thế? Bởi vì ngay cái thời điểm này là chính sách chưa thông qua và chưa được áp dụng nên người ta đang còn hoang mang, người ta đang còn lo lắng là chưa biết là nên đi mua đi bán như thế nào, nên tiêu tiền như thế nào, nên cất giữ tiền vào đâu. Nên tạm thời người ta chọn cái giải pháp an toàn nhất đó là gửi tiền gửi tiết kiệm ở trong ngân hàng. Đó cũng chính là lý do tại sao cái ngân hàng và cái lãi suất ngân hàng cái thời điểm này nó lại thấp như thế. Cũng như có rất nhiều ngân hàng là có gói hỗ trợ là mua nhà hay là mua bán bất động sản là 6% một năm, và có ngân hàng là cho vay với lãi gọi lãi suất là 0%. Đây là cái điều mà chưa bao giờ xuất hiện. Và khi chúng ta thấy rồi, cái yếu tố đầu tiên đó là lãi suất ngân hàng nó đã xuống thấp
mà xuống thấp một cách kỷ lục như bây giờ. Và có một điều chúng ta để ý này, bây giờ tại sao có những ngân hàng người ta cho vay cái gói vay là lãi suất cố định trong vòng 2 năm, hay có những ngân hàng là lãi suất cố định trong vòng 3 năm? Thì điều đó có nghĩa là gì? Trong vòng 2 đến 3 năm tới cái lãi suất ngân hàng nó vẫn còn giảm, hoặc là nó vẫn chưa tăng đáng kể so với mặt bằng cái lãi suất tiền gửi hiện nay hay là lãi suất cho vay hiện nay. Đó cũng là một trong những tín hiệu mà chúng ta thấy là thời gian tới sẽ có rất nhiều người, người ta sẽ phải tiêu tiền, người ta rút tiền để đầu tư kinh doanh sản xuất một cái mặt hàng nào đó. Và chúng ta cứ nghĩ đi mà xem, nếu như một nền kinh tế mà nhà nhà người người tập trung vào phân lô tách thửa, bởi vì phân lô tách thửa có nghĩa là người ta không gia tăng giá trị và khai thác trên cái bất động sản đó, thì chúng ta gọi là phân lô tách thửa, là người ta chỉ xẻ đất băm đất ra thôi, là chỉ là cục đất không hơn không kém, không có các công trình cho đích, không có nhà cửa. Đó chính là lý do tại sao cái thời điểm này chúng ta thấy cái hạng mục là nhà ở xã hội được các tỉnh, được trung ương, được nhà nước và được các ban ngành người ta tập trung nhiều đến như thế. Hầu như tất cả tỉnh thành nào cũng có các dự án nhà ở xã hội. Tại sao là nhà ở xã hội mà không phải là phân lô tách thửa? Bởi vì nhà ở xã hội là có nhà trên đó, có người tiêu dùng trên đó, có người mua trên đó. Mà nhà ở xã hội thì dành cho những người có thu nhập thấp. Điều đó có nghĩa là chỉ tạo điều kiện cho người dân, những người lao động có thu nhập thấp, người ta có nhà, có cửa để ở. Nên trong thời gian tới những cái loại bất động sản nào mà nó có nhà ở, khai thác được, có người lui tới, có tiềm năng tiện ích, có sổ đỏ, thì đấy là những cái loại bất động sản mà nó sẽ lên ngôi và sẽ được nhiều người tập trung hơn, so với là cái câu chuyện là phân lô tách thửa hay là người ta mua bất động sản ở những nơi mà không có tiềm năng, không có tiện ích. Và đặc biệt nữa là cái pháp lý nó chưa hoàn chỉnh, nó chưa hoàn thiện. Bạn cứ nghĩ đi, khi mà chúng ta cầm cái cuốn sổ đó trên tay ấy, thì chúng ta mới là người sở hữu đối với tài sản đó, đối với bất động sản đó. Còn khi mà chúng ta mua bán bất động sản, nó chỉ là giấy tờ tay thôi, nó là dự án này, vào tiền nữa tiến độ nhà ở hay là bất động sản hình thành trong tương lai, thì đây là những phân khúc mà thời gian tới sau năm 2024 hầu như người ta sẽ không quan tâm nữa. Bởi vì sao? Chúng ta mua nhà mua đất có cuốn sổ đỏ thì quyền lợi chúng ta mới được bảo vệ. Còn khi chúng ta mua mà không có cuốn sổ đỏ, chỉ là giấy tờ hợp đồng góp vốn hay là mua bán hợp đồng chuyển nhượng mà lại chưa có tài sản gì đó cả, thì chúng ta nghĩ đi, cái quyền lợi chúng ta có được bảo vệ hay không? Đây cũng chính là lý do tại sao mà 2 năm vừa rồi có rất nhiều người, người ta đi đòi đất, đòi nhà, đòi tiền của các chủ đầu tư, các chủ dự án, nhưng hầu như là cũng chưa được giải quyết. Bởi vì bây giờ các chủ đầu tư người ta còn tiền đâu, người ta đã bán và vào tiền ở tiến độ, người ta đã thế chấp ngân hàng của cái tài sản đó rồi. Với bây giờ cái tài sản đó là của ngân hàng chứ không phải là chủ đầu tư dự án nữa. Còn chưa kể là một số tập đoàn lớn người ta còn bán trái phiếu nữa. Các bạn thấy không? Một tài sản mà người ta bán 3 lần thì bây giờ bảo là lấy tiền đâu để mà người ta làm sổ đỏ cho người dân. Nên là cái câu chuyện những cái người mà mua bán bất động sản trong thời gian vừa rồi mà chưa có nhà, chưa có sổ đỏ, chưa có bất kỳ một giấy tờ pháp lý, thì chúng ta sẽ gặp cực kỳ và rất nhiều khó khăn trong thời gian tới. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thấy là bây giờ mà năm 2024 này, kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5 của khóa 15 này, mà khi mà chúng ta thông qua luật đất đai, sau khi thông qua luật đất đai thì còn liên quan đến các nghị định, liên quan đến các thông tư hướng dẫn xử lý. Đấy chính là lý do tại sao mà người ta mới dự kiến là nó sẽ áp dụng vào năm 2025. Và từ cái thời điểm này đến năm 2025 thì chúng ta đang còn cả một năm nữa. Nên cái câu chuyện là thị trường bất động sản có hồi phục ngay được không, thì cái câu trả lời và góc nhìn quan điểm của mình là chắc chắn là sẽ không. Nó cần phải có thời gian nào đó, mà nếu như nhanh ấy, thì ít nhất cũng phải hết quý 2 năm 2024 và đầu quý 3 năm 2024 thì thị trường bất động sản nó mới bắt đầu chạm ngưỡng và mới bắt đầu đi lên ở cái bước thang và cái nấc thang đầu tiên. Nên đây và cái thời điểm này bây giờ là đó là tháng 1 năm 2024 rồi, là cái thời điểm mà nếu như ai mà có tiền, có nhu cầu thì chúng ta nên tìm hiểu trước để khoanh vùng, tìm hiểu những cái sản phẩm mà chúng ta muốn đầu tư, chúng ta khoanh vùng trước, và khi mà chúng ta thấy giá cả và thời điểm hợp lý thì chúng ta nên xuống tiền và chúng ta đi mua, thì chúng ta sẽ mua được cái giá tốt nhất. Cũng như là chúng ta biết rồi là năm 2024 Fed, cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ tiến hành giảm lãi suất, và khi lãi suất giảm, lãi suất của Fed giảm, lãi suất ngân hàng trong nước giảm và chính sách đã được áp dụng, đã được thực thi, thì khi đó cái thị trường bất động sản nó bắt đầu đi lên. Và đây là cái thời điểm và cái thời gian mà cái giá bất động sản mà nó rẻ nhất, nó thấp nhất, gọi là nó nằm ở đáy nhất và nó chuẩn bị đi lên, là cái thời điểm mà anh em chúng ta nên quan tâm và nghĩ đến câu chuyện là chúng ta chuẩn bị xuống tiền để chúng ta đi đầu tư mua bán. Cũng như là những ai mà đang có suy nghĩ là chúng ta phải cắt lỗ và giảm giá để chúng ta thoát hàng, thì chúng ta nếu như mà chúng ta có cách nào đó, hay là chúng ta vay được ngân hàng, bây giờ bị tài sản đó chúng ta không bán được, bây giờ cắt lỗ không bán được, thì chúng ta nên bỏ vào ngân hàng để chúng ta vay để chúng ta trả lại
để chúng ta gồng gánh thêm khoảng 6 tháng đến 1 năm. Thì khi đó chúng ta bán ra thì cái lợi nhuận chúng ta sẽ tốt hơn, nó sẽ cao hơn. Thay vì cái câu chuyện là bây giờ chúng ta phải bán lỗ, bán đổ, bán tháo đi. Tất nhiên, đối với những người mà không còn tài sản nữa, chúng ta vay mượn quá nhiều không còn tài sản thế chấp cầm cố nữa, thì buộc lòng lúc này cỡ nào chúng ta cũng phải bán rẻ, bán đổ, bán tháo đi, bởi vì chúng ta không còn giải pháp thứ hai. Còn đối với những người mà đã cân đối tài chính từ trước thì đây chính là cái cơ hội. Mà tại sao lúc này là người người nhà nhà đi bán nhưng mà ít người đi mua, và đây chính là cái thời điểm, cái thời cơ của những người giàu, của những người mà tài phiệt, những người kinh nghiệm đi mua bán bất động sản, để người ta săn tìm được những cái sản phẩm rẻ, sản phẩm đẹp, sản phẩm pháp lý hoàn thiện hoàn chỉnh. Thì người ta mua xong, bởi vì bây giờ người ta cắt lỗ giảm giá 40-50%, người ta mua xong người ta cần giữ 1 năm rồi là nó trở về cái giá trước đó, có nghĩa là khoảng năm 2025 người ta bán đi thì lợi nhuận người ta x2, thì vào khoảng 26-27 khi đó người ta bán ra thì lợi nhuận người ta là x3-x4. Đó là cái điều đương nhiên. Tất nhiên người ta phải chọn được những cái sản phẩm mà vị trí đẹp, pháp lý hoàn chỉnh, có sổ đỏ, có thổ cư, làm được nhà khu vực dân cư hiện hữu tiện ích thì người ta mới bán được. Còn những cái khu vực mà xa xôi hẻo lánh, những cái nơi mà phân lô tách thửa, những rừng thiêng nước độc thì chắc chắn sẽ không bán được đâu, người đó ta không mua tìm những cái sản phẩm đó. Khi mà thị trường xấu thì những sản phẩm bán được là những sản phẩm đẹp, những sản phẩm giá tốt, những sản phẩm tiện ích, những sản phẩm tiềm năng, những sản phẩm mà được nhiều người quan tâm, những sản phẩm mà có tiềm năng, có khả năng tiêu dùng thì người ta mới tìm mua những sản phẩm đó. Còn những cái sản phẩm mà những nơi xa xôi hẻo lánh thì chắc chắn chúng ta sẽ không bán được trong thời điểm này. Những cái loại sản phẩm đó thì tồn tại các thời điểm mà bất động sản nóng, bất động sản sốt. Và theo góc nhìn của mình thì khoảng cuối quý 2 và đầu quý 3 năm 2024, thị trường bất động sản nó sẽ đi lên và nó sẽ đạt đỉnh vào đâu đó không 2030 đến 2031. Thì kinh tế Việt Nam bây giờ mới phát triển và đi lên, chúng ta khoảng đâu đó 2 đến 3 chu kỳ nữa cho thị trường kinh tế bất động sản nó phát triển, cũng như là cơ hội để cho nhiều người đầu tư cái mảng, cái kênh đầu tư bất động sản này kiếm được nhiều tiền. Tất nhiên là sau khi luật đất đai này thông qua và luật kinh doanh bất động sản nhà ở được áp dụng thì sẽ có nhiều sự điều khiển, điều tiết của nhà nước, không còn cái câu chuyện là thao túng thị trường bất động sản trên đất đai. Chúng ta nên nhớ là năm 2022 thì cái câu chuyện là thao túng thị trường chứng khoán đã được xử lý và có những người bị bắt, giống như là anh Quyết FLC vào khoảng tháng 3 năm 2022. Và năm 2023 thì chúng ta thấy đó là cái câu chuyện về là thao túng giá vàng cũng như là ngân hàng đã được xử lý. Thì năm 2024 này, cái luật kinh doanh bất động sản nhà ở cũng như luật đất đai thông qua thì nhà nước sẽ tham gia sâu và điều tiết cho cái thị trường bất động sản, nên không còn cái câu chuyện là làm sóng làm gió hay thổi giá bất động sản, hay cái câu chuyện là mỗi khi cái luật đất đai được thông qua thì chúng ta thấy cái giá cả bất động sản nó tăng lên một cách chóng mặt, và nhiều người người ta sẽ giàu lên từ cái câu chuyện là đầu cơ và sở hữu tích trữ nhiều bất động sản. Nhưng cái luật đất đai năm 2023 và thực ra là năm 2024 thông qua này, dự kiến thông qua này, thì cái câu chuyện là bất động sản nó sẽ không còn như ngày xưa nữa, mà người ta phải quay vào đầu tư bất động sản và người ta phải khai thác bất động sản, khai thác cái giá trị sử dụng của bất động sản thì nó mới có tiềm năng, nó có lợi ích, nó mới có lợi nhuận, mà nó mới trở nên giàu có được. Nó sẽ không có cái câu chuyện là mua đất, đầu cơ đất, chỉ có đất và đất chờ nó tăng giá và sẽ kiếm được nhiều tiền và trở nên giàu có hơn. Trên đây là quan điểm của mình, một góc nhìn về cái câu chuyện là khi thị trường bất động sản mà luật đất đai năm 2024 thông qua thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường và thị trường bất động sản có hồi phục ngay hay không. Thì cái quan điểm của mình là không, và chúng ta ngay tại thời điểm này, nếu chúng ta có muốn mua muốn bán và chúng ta có nhu cầu thì chúng ta nên đi mua ngay đi, bởi vì giá bây giờ nó tốt nhất. Còn nếu chúng ta đợi mà hết năm 2024 thì khi đó cái giá cả bất động sản nó đã bắt đầu đi lên rồi thì chúng ta phải mua với giá cao hơn. Tất nhiên đối với những người mà yêu thích cái sự an toàn thì chúng ta có thể mua cuối năm 2024 đầu năm 2025, thì bởi vì khi đó đã đi lên rồi, chúng ta mua đắt hơn 5-10-20%, nhưng mà nó đang đạt đi lên thì nó sẽ đảm bảo được an toàn hơn. Nên cái câu chuyện là kiếm được tiền hay không, trở nên giàu có hay không, nó không chỉ là tiền không, mà nó còn sự thuộc vào gì? Am hiểu và kinh nghiệm và kiến thức và tầm nhìn và những cái gì mà bạn biết về cái phân khúc đó, về cái ngách đó thì bạn mới kiếm được tiền. Chúng ta phải đầu tư vào những cái gì mà chúng ta am hiểu thì chúng ta mới kiếm được tiền, và chúng ta không am hiểu mà chúng ta đầu tư vào sự am hiểu của người khác thì kiểu gì thì chúng ta cũng mất tiền. Nếu như anh em xem clip đến đây thấy nội dung hay về ý nghĩa thì đừng ngần ngại nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh cũng như ủng hộ mình để lần sau mình ra những video tiếp theo. Còn anh em những có câu hỏi và góc nhìn nào đó thì hãy comment xuống cái video này, mình sẽ lên video khi mình thấy cái câu hỏi nó hay và nhiều người quan tâm đến cái nội dung đó.